quần thể di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Vua Mai là nơi thờ vua Mai Thúc Loan, Mai Hắc Đế, anh hùng dân tộc, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại nhà Đường chiếm đóng nước ta thế kỷ thứ 8. Thời trẻ, Mai Hắc Đế nổi tiếng khỏe mạnh, giỏi võ nghệ, thông minh tài trí hơn người. Năm 713, khi nước ta bị nhà Đường đô hộ, Mai Thúc Loan lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa Hoan Châu, đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi. Ông xưng đế, lập nên nước Vạn An, giữ gìn nền độc lập trong 10 năm. Không từ bỏ dạ tâm đô hộ, nhà Đường tiếp tục đưa quân xâm lược nước ta. Năm 722, trong cuộc chiến bảo vệ kinh đô Vạn An, vua Mai thất trận, Thanh Vạn An thất thủ. Vua Mai băng hà tại căn cứ Hùng Sơn. Nhân dân đã lập đền thờ ông dưới chân núi Đụt, nay thuộc thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Lễ hội đền Vua Mai diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng Giêng hàng năm. Nghi thức tâm linh trong lễ hội thể hiện đậm nét văn hóa xứ Nghệ với nhiều nghi lễ, rước nước, lễ khai quang. Tương truyền rằng để có dòng nước trong vắt, tinh khôi, dân cử hành lễ mộc dục, tức là lễ tắm rửa tượng thần tế khí Long Ngai. Nước phải được chọn ở nơi có dòng chảy mạnh, trong suốt. Người được lựa chọn lấy nước thường là vị cao tuổi trong làng. Trong năm gia đình luôn có chuyện vui, may mắn. Tham gia lễ rước nước khai quang, tôi đã có dịp trò chuyện với ông Nguyễn Trung Châu để tìm hiểu về nghi thức tâm linh độc đáo này. Vâng, thưa bác ạ, lễ hội rước nước thì có ý nghĩa như thế nào ạ? Thì chúng ta lấy rước nước để nói lên cái lòng trung thành và lòng trung thành với đất nước và sự cống hiến của nhà vua. Thì hôm nay đây là sự truyền thống của nhân dân từ trước đến nay, tôn trọng đến người vua của ta. Tôn vinh đó thể hiện thế nào? Tất cả mọi người dân hướng về ngày hội hôm nay lấy giọt nước để lấy lòng tin và tất cả với mọi người dân. Và đồng thời tổ chức khai hội để mừng cái ngày hội này, tôn vinh cái công lao trời biển của nhà vua. Sau đó nước sẽ được rước về đền thờ Vua Mai để tiến hành các nghi thức tâm linh, khai quang lễ hội. Đại tế, lễ tế thần được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng để thỉnh mời và đón rước thần linh về dự hội, để dân làng chúc tụng, tỏ lòng biết ơn các đấng thần linh. Đây là nghi lễ quan trọng nhất trong lễ hội đền Vua Mai hàng năm. Năm 2023, lễ hội đền Vua Mai được tổ chức trang trọng nhân dịp kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu và quần thể di tích này đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Phần nghi thức tâm linh độc đáo thể hiện nét văn hóa của địa phương thì ở phần hội còn diễn ra rất nhiều những hoạt động ý nghĩa như là đua thuyền hay những tiết mục văn nghệ thể hiện nét lịch sử lâu đời của vùng miền. Trong lễ hội đền Vua Mai, trò chơi đua thuyền truyền thống là hoạt động độc đáo, thu hút đông đảo nhân dân các địa phương của huyện Nam Đàn tham gia. Trò chơi này không chỉ phản ánh nét văn hóa sông nước lâu đời, mà còn tái hiện hào khí anh hùng của quân sĩ Vua Mai trong những trận chiến năm xưa. Truyền thống yêu nước, tinh thần tượng võ của nghĩa quân xưa ở thành Vạn An cũng đã được tái hiện sinh động qua phần thi đấu thể thao, trò chơi dân gian đậm chất văn hóa xứ Nghệ được tổ chức nhiều ngày. Đến lễ hội, chương trình nghệ thuật sử thi tái hiện công lao to lớn của Vua Mai luôn là điểm nhấn văn hóa độc đáo trong hệ thống các lễ hội ở xứ Nghệ hàng năm. Những màn sử thi hoành tráng, sử dụng chất liệu dân ca ví dặm luôn tạo cho người xem sự xúc động, tự hào về vị anh hùng năm xưa.
lễ tả đèn hoa đăng tưởng niệm công đức vua Mai, cầu cho quốc thái dân an, năm đàn phát triển, nhà nhà no ấm là nghi thức tâm linh độc đáo riêng có tại lễ hội này ở xứ Nghệ. Những đèn hoa đăng hẹn gặp lại.